Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, chào các bạn đã trở lại với kênh của Rikki Gaming. Và nhân năm mới thì mình cũng chúc anh em sẽ có một năm mới canh tí an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại một chủ đề mà có lẽ rằng gần một năm nay tôi đã chưa làm một video nào mới về chủ đề này. Cái video gần nhất về chủ đề đó là cốt truyện của Free Fire thì đã lên kênh Rikki Gaming cách đây khoảng 6 cho đến 7 tháng gì đó rồi. Và hôm nay thì mình sẽ làm một video siêu to khổng lồ để tóm tắt tất cả cốt truyện của 24 nhân vật cũng như là mối quan hệ của những nhân vật này trong thế giới Free Fire với nhau. Và ở trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu với những nhân vật mới nhất cho tới nhân vật cũ nhất, bởi vì có lẽ là đối với nhân vật cũ thì các bạn đã biết được cốt truyện của nó rồi. Và chúng ta sẽ không chờ lâu nữa và sẽ bắt đầu ngay với nhân vật đầu tiên. Và nhân vật đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đến trong cái phần tóm tắt siêu to khổng lồ này đó là Alvaro. Alvaro là ai? Alvaro là một cựu quân nhân chuyên thực hiện những cái pha tiêu diệt đối phương bằng thuốc nổ. Và Alvaro là một trong những cái quân nhân mà anh ta đã phát hiện ra rằng trong cái quá trình mà đi tiêu diệt địch thì anh ta đã có thể giết nhầm một số những người vô tội ở trong cái cốt truyện của nhân vật Alvaro. Và Alvaro có mối quan hệ như thế nào với các nhân vật khác? Thì trong chiến tranh thì Alvaro là đồng đội với hai nhân vật khác, đó là anh da đen Ford cũng như là cô nàng xinh gái Laura. Và ba nhân vật này có thực ra nhân vật Alvaro này ra mắt khá là muộn so với cả nhân vật Ford hay là Laura. Tuy nhiên thì trong cốt truyện của Alvaro có đề cập đến một đoạn mà khi Alvaro chiến đấu, anh ta đã không tuân theo mệnh lệnh chiến đấu của Ford cũng như là Laura và khiến mà gây ra một cái hậu quả khá là nghiêm trọng. Nhân vật thứ hai mà chúng ta sẽ muốn tóm tắt cốt truyện đó là Notora. Thì Notora là một nhân vật mới và cái kỹ năng Notora có liên quan đến việc lái xe. Thì Notora là con gái của một trùm băng cướp chuyên sử dụng các loại xe đua. Notora là con gái của một trùm băng cướp chuyên sử dụng xe đua. Và lúc nào Notora cũng cảm thấy cuộc sống của xã hội đen quá đáng sợ nên cô đã quyết định bỏ trốn khỏi cái cuộc sống này trước khi mà đến với cái cuộc chiến ở trên đảo quân sự cũng như là trên đảo thiên đường. Thì Notora là bạn và quen Misa ở trong các cuộc đua xe. Notora rất thần tượng Misa và chính Notora đã đặt cho Misa cái tên đó là Nữ Hoàng Đường Đua. Nhân vật tiếp theo mà các bạn sẽ muốn biết đó là Shani. Shani có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng mà giúp cho bạn có thể sửa chữa giáp. Thì Shani là một trong nhân vật mà có số phận khá là buồn khi mà cha mẹ của Shani đã bị đánh bom chết từ năm cô lên 18 tuổi. Và Shani đã lang thang trên khắp các đường phố và được một người tên là John cứu sống và trở thành một cái thợ lắp giáp ở bãi phế liệu. Thì ở bãi phế liệu này thì Shani đã có quen được một nhân vật khác của Free Fire, đó là A124, một cô nàng robot. Và Shani cũng như Alvaro có thể kẻ thù ở nhau, bởi vì là Alvaro là một trong những người mà thực hiện những cái phi vụ đánh bom này, và có thể chính Alvaro đã là người vô tình giết chết cha mẹ của Shani. Và như vậy thì trong cốt truyện của Garena Free Fire thì Shani và Alvaro là hai kẻ thù ở nhau. Nói đến A124 thì chúng ta có, đó là một cô nàng robot. Thực ra thì đây là một cô nàng robot được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Và khi mà có ý thức, có nhận thức về cuộc sống thì A124 đã quyết định là sẽ trốn ra ngoài. Và khi A124 trốn ra ngoài, cô ta đến bãi phế liệu và đã gặp Shani. Tuổi thực của A124 thì mới chỉ là 4 tuổi thôi, tại vì cô nàng này mới được chế tạo 4 năm. Thì ban đầu thì mình cứ nghĩ là A124 là một nhân vật nửa người nửa máy. Nhưng mà theo cái cốt truyện của Garena Free Fire đưa ra ấy, thì A124 là một cô nàng máy móc hoàn toàn. Nhân vật tiếp theo mà chúng ta sẽ muốn được biết đó là Hayato. Hayato là một nhân vật khá đặc biệt khi mà gia tộc của Hayato là gia tộc Shimada. Họ đã phải chịu một lời nguyền, và cái lời nguyền này đã khiến cho cha cũng như là bác của Hayato là hai anh em song sinh buộc phải giết nhau. Thì thực ra thì cái nhân vật Hayato này thì mình đã có hẳn một video riêng để nói về câu chuyện nhân vật này tương đối lằng nhằng. Tên đầy đủ của Hayato là Shimada Hayato. Và cái Hayato, anh ta là một người cùng gia tộc với nhân vật Kelly. Nhân vật Kelly có tên thật là Shimada Kiriko. Và sau một khoảng thời gian
mà phiêu bạt giang hồ thì Hayato đã phát hiện ra Kelly cũng là người cùng gia tộc với mình. Và khi mà Kelly bị bắt cóc bởi cái tổ chức bí ẩn, và Hayato đã là người mà truy đuổi theo cái kẻ mà đang bắt cóc Kelly. Và như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là hai nhân vật Kelly cũng như Hayato có mối liên hệ với nhau. Có thể họ là anh em họ rất xa ở trong cùng một cái gia tộc. Raphael cũng là một trong nhân vật mà có lẽ là bên server Brazil họ chơi rất nhiều, nhưng ở bên Việt Nam thì chúng ta không ưa chuyện cho lắm. Mà Raphael là một sát thủ có biệt tài che giấu tiếng đạn. Và khi mà Raphael anh ta đã định giải nghệ thì bất ngờ vợ con của anh thì đã bị giết hại. Và Raphael đã quyết định là sẽ quay trở lại trở làm sát thủ và thề sẽ hủy diệt tất cả những cái kẻ thù để có thể trả thù cho vợ và con mình. Thì Raphael có một người bạn người thơ ấu, và cái người bạn thời thơ ấu của Raphael này chính là nhân vật Laura. Ở trong cốt truyện của nhân vật Laura có nhắc đến chuyện là Raphael đã được Laura bảo vệ khi còn nhỏ như thế nào. Khi còn nhỏ thì Raphael thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, và chính Laura là người đã đứng ra bảo vệ cho Raphael. Và họ cũng có trao đổi rất là nhiều cho đến khi mà Laura chuyển đến sống cùng với cả gia đình ở một nơi xa. Và như vậy thì Raphael cũng như Laura họ đã bị mất liên lạc với nhau. Và biết đâu thì nếu như mà Raphael cũng như Laura mà họ không phải xa nhau thuở nhỏ thì biết đâu lớn lên họ sẽ trở thành một cặp đôi giống như là For hay Olivia hay chăng. Ok, và Laura thì là ai? Laura thì là một xạ thủ được cha của mình là một sĩ quan huấn luyện từ khi còn nhỏ. Và Laura chính là người bảo vệ Raphael trước khi mà Raphael thường xuyên bị cái đám bạn đánh. Khi mà Raphael chuyển đi thì hai người đã mất liên lạc, và Laura sau này thì cô ta đã gia nhập quân đội, và Laura đã trở thành bạn chiến đấu cùng với anh da đen Ford cũng như là với ông hoàng chất nổ Alvaro. Chia tay với nhóm của Raphael cũng như Laura thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Moco. Moco là nhân vật có chỉ số IQ cao nhất trong số tất cả nhân vật ở trong thế giới Free Fire. Nói cách khác thì đây là một nhân vật mà não to nhất. Và Moco thì là một điệp viên công nghệ. Và cái việc của Moco đó là hack vào trong những hệ thống để lấy thông tin về cho cái tổ chức chống lại cái tổ chức bí ẩn ở trong Gaina Free Fire. Thì có một điểm thú vị là Moco và Nikita thì cùng làm việc cho một tổ chức bí mật này, và cái người mà hỗ trợ cho Nikita trong các nhiệm vụ chính là Moco. Ở trong cái video mà nói về cốt truyện của Nikita trước đây thì mình cũng đã có nói về chuyện là Nikita được một người bí ẩn hỗ trợ từ xa, và cho đến mãi về sau này đến OB13 thì Gaena mới hé lộ cái người mà hỗ trợ cho Nikita đó chính là nhân vật Moco. Nikita thì là một mật danh thôi, còn tên thật của nhân vật này không phải là Nikita. Và Nikita là một gián điệp được một cái tổ chức cài vào để làm vệ sĩ cho nhân vật Caroline. Và những cái thông tin mà Nikita ăn trộm được về gửi về thì đều là gửi về cho Moco. Và nhắc đến Caroline thì Caroline là ai? Caroline là con gái của một ông trùm tổ chức bí ẩn. Và ông trùm tổ chức bí ẩn này thì có liên quan đến cái đường dây mà bắt cóc cũng như là mang người đến để thí nghiệm trên đảo quân sự như là đảo Thiên Đường. Và Caroline là một trong nhân vật mà có mối quan hệ rất lớn với rất nhiều nhân vật ở trong Gaena Free Fire. Cô ta thường xuyên là trêu đùa Nikita về cách ăn mặc lỗi mốt, nhưng mà Nikita rất yêu quý Caroline và đứng ra bảo vệ cho Caroline. Ở trong cái biến cố mà cuối câu chuyện của Caroline, các bạn có thể xem lại trong cái video cốt truyện về Caroline của mình nhé, thì chính Nikita đã là người đứng ra bảo vệ và cứu thoát Caroline và đưa cô ta đến đảo quân sự. Caroline là một trong nhân vật mà có mối quan hệ rất nhiều với những cái nhân vật trong Gaena Free Fire. Đơn giản vì Caroline học cùng trường với Maxim, với Kelly như là Misa. Và cái nhân vật đầu tiên mà giới thiệu Caroline không phải là một nhân vật nào khác mà chính là anh chàng Maxim. Ở trong một cái câu chuyện mà anh chàng Maxim đang tán gẫu với bạn bè về cái độ xinh đẹp cũng như giàu có của Caroline thì bất ngờ bị cô nàng bắt gặp, và Caroline đã không bỏ qua cơ hội để thả thính Maxim. Trong khi đó thì đối với Kelly thì Kelly chính là nhân vật mà đã giúp Caroline lấy lại cái túi sách khi mà bị một tên cướp giật. Và sau đó thì Caroline với Kelly đã trở thành bạn thân. Thậm chí là Caroline còn mời Kelly đến bữa tiệc sinh nhật của mình. Và ở bữa tiệc sinh nhật này, chính cha của
Caroline đã phát hiện ra là Kelly là một trong những nhân vật mà có cái nguồn gen đặc biệt và đã lên kế hoạch để bắt cóc nhân vật Kelly này. Và chính sau này thì Caroline cũng đã phải tham gia vào trong cuộc chiến trên đảo quân sự để có thể bảo vệ cái sự sinh tồn của mình, khi mà cô nàng này dẫn Maxim đến cái tòa nhà của mình để Maxim tìm ra những manh mối để cứu Kelly, và chính Caroline cũng đã bị phát hiện ra và gặp nạn. Nói đến nhân vật Maxim thì chúng ta đều đã biết Maxim là anh trai của Misha và là một người rất ham ăn. Khi còn nhỏ thì Maxim thường hay tặng những cái xe đồ chơi cho Misha. Maxim là một người rất thích nhân vật Kelly, cũng là người đầu tiên mà phát hiện ra Kelly như là Misha đã bị bắt cóc bởi tổ chức bí ẩn. Và sau khi mà tìm ra manh mối nhờ Caroline thì Maxim đã tìm cách đến đảo Thiên Đường. Và chính cái câu chuyện là Maxim tìm đến đảo Thiên Đường này thì đã khiến cho anh phải đối đầu với chủ vũ khí Paloma cũng như là tay đấm thuê Kla. Ở trong cái cốt truyện này thì Maxim đã trốn lên cái máy bay, và ở đây thì anh ta đã bị Kla là vệ sĩ riêng của Paloma ở thời điểm đó phát hiện. Đó là chiếc máy bay mà chở vũ khí bay qua cái khu vực Nam Mỹ, và chính Maxim và Kla đã tạo ra một cuộc hỗn loạn trên máy bay làm cho máy bay rơi xuống đảo Thiên Đường. Maxim sau đó thì anh ta đã gặp lại cái nhóm của Andrew, Olivia, Ford và Kelly tại đảo Thiên Đường. Ở đây thì Andrew đã kịp đấm cho Maxim mấy phát rồi, và sau đó thì sau khi mà đã giải tỏa tất cả những cái hiểu lầm thì Maxim cùng với 4 người còn lại đã lập một team để đi cứu Misha cùng những người khác khỏi cái cuộc chiến sinh tồn ở trên đảo Thiên Đường này. Và phải nói rằng Maxim là một trong nhân vật mà có cái sức ảnh hưởng rất lớn ở trong Gaina Free Fire, bởi vì đa số những cái truyện tranh về Gaina Free Fire thì đều lấy nhân vật Maxim này làm nhân vật trung tâm. Em gái của Maxim thì đó chính là Misha, và đây cũng là cô nàng bạn thân của Kelly. Và Misha thì chính là đồng đội cùng team đua xe với Notora. Misha luôn bị ám ảnh bởi cái chết của một người đồng đội trước đây, và Misha cũng là một trong những người mà rất nổi bật ở trong cộng đồng khi mà cô ta đã có một cái danh hiệu, đó là nữ hoàng đường đua. Và tổ chức bí ẩn thì đã lập kế hoạch bắt cóc cả Misha lẫn Kelly. Misha đã bị bắt cóc cùng với Kelly ở trong ngày sinh nhật của Kelly để cái tổ chức bí ẩn có thể nghiên cứu cái mã gen của cái cô nàng Misha này, để làm sao mà được biết là tại sao cô nàng Misha này có thể lái xe tốt đến như vậy. Và cái câu chuyện mà Maxim đi cứu Misha cũng như là đi cứu Kelly thì đã trở thành một trong câu chuyện ăn khách nhất ở trong cái thế giới của Gaina Free Fire. Nhân vật tiếp theo cũng nằm trong cái phong xoáy bạn bè, đó chính là Kelly, là crush của nhân vật Maxim. Cô nàng này chính là con gái và gọi nhân vật Andrew là dượng. Tuy nhiên thì Andrew không phải là cha ruột của cô nàng này. Và Kelly thì là bạn thân với Maxim, Kelly với các Maxim, Misha và Caroline ở trường. Và Kelly là một vận động viên điền kinh hiệp dư, và cô ta có họ hàng xa với Hayato. Tên thật của Kelly là Shimada Kiriko, thì đây là một cái tên Nhật Bản, và có lẽ rằng là Hayato cũng như là Kelly thì là đều có xuất phát đến từ Nhật Bản. Có một điểm đặc biệt là cái nhân vật Kelly này thì có vẻ như là rất là thích chơi đùa với tình cảm của anh chàng Maxim, bởi vì Maxim đã rất nhiều lần thổ lộ tình cảm nhưng mà chưa bao giờ thấy cái nhân vật Kelly này bày tỏ gọi là cái sự đồng ý với cái tình cảm của Maxim cả. Tạm chia tay với nhóm học sinh và chúng ta cùng nhau chuyển sang cái nhóm người lớn hơn, thì ở một cái diễn biến câu chuyện khác thì chúng ta đã biết được rằng Maxim chính là người đã phá chiếc máy bay của Paloma, và Paloma cũng là một trong nhân vật mà có mối quan hệ khá phức tạp với những nhân vật khác ở trong Gaina Free Fire. Cụ thể thì Paloma chính là bạn thời thơ hấu của Antonio cũng như là Miguel, nhưng ba nhân vật này họ đã có một cái bước ngoặt của số phận khi mà Antonio, Miguel cũng như là Paloma là ba đứa trẻ mà chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên thì trong một ngày thì cả ba đứa trẻ này đã bị bắt cóc bởi một tên tội phạm. Sau đó thì Antonio đã xin tên tội phạm này là hãy để cho Antonio đi theo hắn, nhưng hắn hãy để cho Paloma cũng như là Miguel được đi. Và sau đó thì chúng ta lại dẫn đến câu chuyện của Antonio. Antonio thì sau đó được nuôi dạy bởi tên tội phạm này, và khi mà lớn lên thì Antonio anh ta đã trở thành một ông trùm xã hội đen và thực hiện một cái phi vụ tấn công rất kinh khủng và giết hơn 100 người. Sau khi mà ngồi tù 7 năm thì Antonio đã chấp nhận đánh đổi cái sự do bản thân bằng cách là chấp nhận tham gia vào trong cuộc chiến, đổi lại thì anh ta sẽ không phải ngồi tù nữa.
Một diễn biến khác thì nhân vật Paloma sau này lớn lên thì cha mẹ của Paloma đã bị giết và cô ta được một tên độc tài nuôi dưỡng. Và cô ta thì Paloma cũng như Miguel thì họ lớn lên cùng nhau và gần như là Paloma là người yêu cũ của Miguel. Nhưng bất ngờ là Paloma lại tham gia vào trong thế giới ngầm để tìm cách nào đó trả thù cho ba mẹ. Và khi mà Paloma biết được rằng Miguel đã bị mắc bẫy ở trên đảo quân sự, cô ta đã quyết định tham gia một cái phi vụ buôn bán vũ khí để tìm cách cứu Miguel. Và chính Paloma cũng là người thuê nhân vật Clara bảo vệ cho máy bay, nhưng cuối cùng thì chiếc máy bay này đã bị Maxim làm rơi. Về nhân vật Miguel thì phải nói rằng đây là một nhân vật mà tôi đánh giá hơi vô tích sự ở trong thế giới Anna Vivi. Miguel là người yêu cũ của Paloma, nhưng anh ta luôn thắc mắc vì sao Paloma lại quyết tâm vứt bỏ hết tất cả để tham gia vào trong thế giới ngầm. Và khi Miguel tham gia một cái lực lượng đặc nhiệm tấn công vào đảo quân sự thì anh ta đã bất ngờ bị mắc bẫy và bị tổ chức bí mật giam cầm. Và Paloma đã phải thực hiện cái kế hoạch đó là tham gia vào cái phi vụ buôn vũ khí đến đảo Thiên Đường để tìm cách là đổi lại sự tự do cho nhân vật Miguel này. Và mặc dù là không nói ra nhưng Paloma có lẽ là vẫn còn tình cảm rất nhiều dành cho nhân vật Miguel. Và thực sự thì Paloma có thể không phải là một nhân vật xấu như những gì mà Gaina Fifi đã mô tả ở trong cái cốt truyện của mình. Vệ sĩ của Paloma đó là Kla, là một anh chàng đấu sĩ nổi tiếng, nhưng vì Kla không chấp nhận bán độ nên anh ta đã bị quản lý của mình lừa và mất hết đi mọi thứ. Và Kla cũng là một trong số nhân vật hiếm hoi bên cạnh Antonio tự nguyện tham gia vào trong tổ chức Free Fire để tìm cách báo thù cho cái sự nghiệp của mình. Và Kla đã làm vệ sĩ cho Paloma trên chuyến bay buôn vũ khí với cái cú đấm của mình, thì chính Kla đã là người vô tình đấm vỡ cái vỏ máy bay và khiến cho cái máy bay này nó bị rơi xuống đất. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một trong những cái nhân vật đã từng xuất hiện đầu tiên trong Anna Fifi, đó là Andrew. Andrew là cha dưỡng Kelly, nhưng mà vợ của Andrew đó là mẹ của Kelly đã bỏ đi từ khi Kelly còn rất là nhỏ. Khi mà thành phố bị đánh bom, mà có thể vụ đánh bom này là do Alvaro gây ra, thì Andrew đã bị một kẻ bắn trọng thương và được đưa vào bệnh viện để Olivia cứu chữa. Thì cùng với Olivia và Four thì Andrew đã đến đảo quân sự ở trong cái cuộc chiến sinh tồn của Gaina Fifi. Nhân vật cặp đôi Four và Olivia thì là người yêu của nhau và họ đang có ý định làm đám cưới. Thì Four là cựu quân nhân, anh ta từng chiến đấu cùng với Laura và Alvaro, trong khi đó thì Olivia là y tá ở bệnh viện, và họ đã vô tình bị cuốn vào trong cuộc chiến cùng với Andrew. Khi mà nhân vật Andrew này được Olivia cứu, họ đã phải giao đấu với rất nhiều những cái kẻ có súng, và sau đó thì họ gặp lại Four, và bộ ba này cùng với Kelly đã được đưa đến đảo quân sự để tham gia vào trong cái cuộc chiến sinh tồn đầu tiên. Thì đây cũng là một trong những cái câu chuyện nó khá là hay mà đã từng có truyện tranh của Gaina Fifi đã làm rồi. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có một nhân vật khá là lạc lõng ở trong thế giới này, đó là Joseph. Joseph là một nhà khoa học quân sự thiên tài, cũng là nhà vật lý chế tạo vũ khí tài ba. Thì có vẻ như chính Joseph này đã là người nghiên cứu về những cái thí nghiệm về Fifi, về thí nghiệm về nhân vật ngộ không cũng như là cuộc chiến sinh tồn trên hai hòn đảo. Và cũng có thể chính nhân vật Joseph này là người đã chế tạo ra nhân vật A124. Về nhân vật ngộ không thì có một cái điều khá đặc biệt, thì ngộ không thì là một cái nhân vật mà có số phận khá là buồn. Thì ngộ không đầu tiên là một nhân vật được đưa vào thí nghiệm, sau đó thì cái nhóm Andrew, Kelly, Four và Olivia họ đã bị bắt lên đảo quân sự từ sau khi cái thời điểm mà ngộ không bị thí nghiệm. Sau đó thì Nikita đã là người hack và phá hủy phòng thí nghiệm này, khiến cho ngộ không thoát ra ngoài. Sau đó thì ngộ không bị bắt lại và đưa đến đảo Thiên Đường để Joseph thí nghiệm. Khi mà Miguel cũng như là đội đặc nhiệm tấn công vào đảo Thiên Đường thì ngộ không đã thoát ra và lấy được cái bộ đồ vua khỉ, là cái bộ đồ robot được chế tạo riêng cho mình, và nó đã là một trong những tác nhân mà hủy diệt cái hòn đảo Thiên Đường sau đó. Một trong nhân vật khác mà cũng không liên quan nhiều lắm đến cốt truyện Gaina Fifi thì đó là nhân vật Alok. Alok thì đó là một DJ có thật ngoài đời, và anh ta bên ngoài đời có nghĩa là ánh sáng. Và Alok là một trong những nhân vật nổi tiếng ở một cái DJ rất nổi tiếng ở trên thế giới. Và có lẽ nhân vật Alok này thì cốt truyện của anh ta thì không liên quan nhiều lắm đến những nhân vật kia. Đơn giản thì anh ta là một người nổi tiếng mà. Và người nổi tiếng thì mình đâu có liên quan đến mấy cái bọn mà thi đấu ở trong cái hòn đảo quân sự đâu. Có lẽ đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc là thế thì hai cái nhân vật đầu tiên mà chúng ta từng thấy ở trong Gaina Fifi, Adam và Eva, thì thực ra họ là ai? Thực ra thì Adam và Eva thì họ chỉ là những người mà bị bắt làm thí nghiệm và bị nhân bản rất nhiều lần,
để có thể đưa vào trong cuộc chiến ấy. Các bạn cứ nhìn thấy những con bot ấy, nó cứ được nhân bản rất nhiều lần, thì đó chính là Adam và Eva. Và đây cũng là hai nhân vật mà khá là khổ, và hy vọng là các bạn sẽ luôn có một cái thiện cảm với Adam và Eva ở trong cái cuộc chiến sinh tồn trên đảo Free Fire này. Ok, và trong video này thì mình đã cố gắng tóm tắt nhanh nhất về số phận cũng như là cái cốt truyện của cả 24 nhân vật đã ra mắt ở trong Gaena Free Fire. Và hy vọng là trong cái phiên bản OB20 sắp tới, Gaena sẽ ra thêm nhiều nhân vật nữa với những cốt truyện để làm rõ những cái diễn biến sắp tới của những nhân vật trong Gaena Free Fire. Ok, và chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và luôn cảm thấy vui với những video của Ria Gaming. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.